Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Ti Long. Sau khi các bạn đã nắm rõ được cái nguyên lý hãm phanh của kỹ thuật phòng thủ cơ bản ở phần 1, thì tiếp theo hôm nay tôi xin hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật chặn bóng trái tay để chống lại những cái quả giật tăng xoáy, cực xoáy từ đối thủ. Thường khi đối thủ họ sử dụng kỹ thuật giật tăng độ xoáy lớn, thì khi cái quả bóng qua bên bàn của bạn do có độ xoáy lớn nên khi bóng nó chạm xuống mặt bàn nó sẽ biến thiên, nó sẽ vọt rất nhanh, thì bóng nó có thể là tuột xuống hoặc là vọt sóc lên. Thì những người mới thường hay có xu hướng là chạm vào bị bật bung bay ra ngoài. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 cái yếu tố. Sau khi các bạn xem hết video này và nắm được 4 cái yếu tố thì chắc chắn các bạn sẽ không còn sợ những cái quả giật tăng xoáy từ đối thủ nữa. Yếu tố đầu tiên đó chính là cự ly. Những người mới bắt đầu thì thường hay bị một lỗi là sau khi các bạn trả giao bóng, khi các bạn thấy đối phương chuẩn bị hạ bộ giật thì các bạn có xu hướng là các bạn không tự tin nên các bạn sẽ lùi ra xa để các bạn phòng thủ. Chính vì vậy mà do đặc tính của cái quả bóng cực xoáy, khi đối thủ giật sang, bóng khi chạm bàn nó sẽ biến thiên, các bạn rất khó canh bóng. Và thường là khi đối thủ họ giật tăng xoáy, bóng nó sẽ rơi ngắn bàn, thì khi đó thì bạn sẽ không có cái tầm chặn bóng tốt nhất. Và lời khuyên của tôi, các bạn nên chọn cự ly là ôm bàn khi các bạn thực hiện kỹ thuật chặn bóng này. Đầu tiên các bạn phải quan sát là cú giật của đối thủ họ chạm ở điểm nào trên mặt bàn của bạn. Sau đó thì bạn sẽ thực hiện kỹ thuật là chặn bóng sớm khi quả bóng mới vừa nảy lên. Thì lúc đó cái quả bóng nó chưa kịp biến thiên, lúc đó bạn sẽ dễ canh chặn cái quả bóng hơn. Và phần thứ hai đó chính là cái góc độ cái mặt vợt của bạn. Điều quan trọng là bạn phải nhìn lúc đối thủ ma sát tiếp xúc bóng để các bạn đoán được cái độ xoáy của cú giật của đối thủ, họ xoáy bao nhiêu, xoáy nhiều hay là xoáy ít, để bạn có thể là khép cái mặt vợt tương ứng với độ xoáy của họ. Vì nếu như bạn để dựng đứng mặt vợt thì chúng ta dễ tạo điều kiện cho quả bóng nó chạm và bật bung bay ra ngoài. Và thứ ba đó chính là cùi chỏ của bạn. Thì bạn phải giữ nó ổn định, cố định là khi các bạn thực hiện kỹ thuật chặn bóng, để chúng ta có thể là chặn cái quả bóng nó theo phương thẳng là chính xác và ổn định theo ý của mình muốn. Nếu như cái cùi chỏ chúng ta không ổn định thì dẫn đến cái quả chặn nó cũng sẽ không có ổn định theo ý muốn. Và yếu tố thứ tư là các bạn lưu ý khi chúng ta tiếp xúc bóng, chúng ta dùng lực của hai ngón tay, ngón trỏ và ngón cái là chính khi chúng ta tiếp xúc bóng. Và các bạn phải tiếp xúc là mỏng ở trên đầu bóng là điểm 2 giờ. Vì nếu như các bạn tiếp xúc dày bóng thì dễ bị ăn xoáy và bật bung bay ra ngoài. Và điều quan trọng nữa là các bạn khi thực hiện kỹ thuật, các bạn nhớ trọng tâm của chúng ta phải hướng lực nó từ trên xuống.
Và tôi thấy thường các bạn có 3 lỗi các bạn hay mắc phải khi các bạn thực hiện kỹ thuật này, dẫn đến chúng ta ứng dụng trong thi đấu nó không hiệu quả, nó không an toàn. Lỗi thứ nhất là các bạn thấy đối phương giật tăng xoáy quá, các bạn cố gắng dùng hết sức mạnh, bóp mạnh hết cái bàn tay để các bạn cố gắng đè cái quả bóng cho vào bàn, dẫn đến chúng ta cứng nguyên cánh tay, bóng nó vẫn bị bật bung bay ra ngoài. Lỗi thứ hai là các bạn bị lỗi trọng tâm. Thì khi các bạn thực hiện kỹ thuật, các bạn lại bị hướng trọng tâm từ dưới lên. Thì do cái quả bóng nó đang xoáy, nó bung lên mà các bạn còn hướng trọng tâm lên, thì chắc chắn chúng ta trợ giúp cho nó bay ra ngoài mạnh hơn. Và cái lỗi thứ ba đó chính là các bạn cố gắng, các bạn đẩy thật mạnh, thì đối với những cái quả giật tăng xoáy này, nó đang xoáy mạnh, chúng ta lại cương, chúng ta lại dùng sức mạnh, thì chắc chắn cái quả bóng nó lại dễ dàng bay ra ngoài hơn. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, các bạn có thể ủng hộ tôi qua PayPal, hoặc các bạn có thể là mua dụng cụ bóng bàn ủng hộ tôi. Tôi có các sản phẩm cốt vợt, dụng cụ tập cảm giác lăn bóng tại nhà và những cái quả bóng tập chất lượng cao, vân vân. Các bạn có thể tham khảo thêm những cái thông tin về sản phẩm trên website của tôi. Và các bạn đừng quên cho tôi một like, bấm share cho mọi người cùng xem, bấm subscribe để ủng hộ cho kênh của tôi ngày càng phát triển hơn. Chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo.